Sĩ niệm Chúa nhật thứ hai mùa vọng Nam A bài của linh mục Ignacio Trần Nga. Có một số tín hữu vinh vào chuyện người trộm lành cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu và được Ngài cho hưởng phúc thiên đàng để rồi sống muôn thả phóng túng. Họ cho rằng cứ ăn chơi, cứ xa đà trong tội, chẳng cần sám hối. Đến lúc cuối đời thì chỉ cần quay về với Chúa và thưa với Ngài là Chúa xin thương xót con, xin tha thứ cho con là đủ để được tha thứ mọi tội lỗi và được lên thiên đàng như người trộm lành năm xưa. Đây là chủ trương sai lầm và tai hại, sai lầm vì trái với lời răn dạy của Chúa Giêsu, tai hại vì chủ trương này đưa đến đời sống buông thả, suy đồi. Trước hết chúng ta cần nhớ rằng người trộm lành được thuật lại trong các sách tin mừng cho dù có phạm tội trộm cướp đi nữa Nhưng anh ta đã chịu đền tội Bằng án tử hình Đền tội như thế là quá đủ rồi Nên đáng được Chúa Giêsu đón vào thiên đàng Hơn nữa, đến giờ phút cuối Anh ta còn lập công Bằng cách tuyên xưng Chúa Giêsu Là vua nước trời khi nói Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông Xin nhớ đến tôi Luca chương 23 câu 43 Trong khi đó, nhiều tội nhân cứ xa đà trong tội và chưa từng chịu phạt cách tương xứng vì những tội lỗi đã gây ra mà đòi được khoan hồng và hưởng phúc như anh ta là phạm phải sai lầm tai hại Chúa Giêsu không hề dạy người ta sống buông thả chờ đến giờ chết đến mới này xin tha tội trái lại ngài đòi buộc mọi người phải sám hối hoán cải ngay từ hôm nay ngài đã nhiều lần nhiều cách cảnh báo rằng bất cứ ai không sám hối, không cải thiện cuộc đời thì sẽ bị hủy diệt. Sám hối, cải thiện cuộc đời là điều kiện tối cần để được cứu độ. Khởi đầu công cuộc rao giảng, sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giêsu gửi đến nhân loại là lời kêu gọi: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến." Mắc theo chương 4 câu 17. Trước đó ít lâu khi Gioan Tẩy giả bắt đầu rao giảng, thì sứ điệp đầu tiên mà Ngài gửi đến mọi người cũng là lời kêu gọi sám hối. Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Mắc theo chương 3 câu 2, không ăn năn hối cải thì sẽ bị hủy diệt. Nhân sự kiện có một số người Galile bị Philato tàn sát cách mang rợ. Chúa Giêsu cảnh báo, nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Luca chương 13 câu 3 và Chúa Giêsu cũng nêu lên trường hợp 18 người bị tháp Siloe đổ xuống để chết thành lình để cảnh báo nếu các người không ăn năn hối cải thì tất cả các người cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Luca chương 13 câu 5. Qua bài tin mừng được trích đọc hôm nay, Thánh Gioan Tẩy giả cảnh báo rằng ai không ăn năn hối cải thì bị xem như một thứ cây xấu sẽ bị chặt bỏ đi và bị ném vào lửa. Ngài nói, cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Bắt theo chương 3 câu 10. Thánh Gioan cảnh báo tiếp, ai không ăn năn hối cải thì bị xem như lúa lép, sẽ bị thiêu đốt trong lửa không hề tắt. Ngài nói, Thiên Chúa sẽ cầm nia và rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt và đốt đi. Mất theo chương 3 câu 12 Chúa Giêsu cũng răng đe những người không ăn năn hối cải, Không cải thiện cuộc đời bằng nhiều vũ ngôn khác Họ bị xem như một thứ cá sấu bị vứt ra ngoài Ngài nói Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển Gom được đủ thứ cá Khi lưới đầy người ta kéo lên bãi rồi ngồi nhặt cá tốt cho vài giỏ, còn cá sấu thì vứt ra ngoài đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt cái xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Mất theo chương 13 câu 47 50. Họ bị xem như cỏ lùn trong ruộng lúa khi cuối mùa sẽ bị đốt đi như lời Chúa nói. Cứ để cá lúa và cỏ lùn cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Mắt theo chương 13 câu 30. Họ sẽ bị xếp vào thành phần bị trúc giữ và sẽ bị Chúa Giêsu lên án như được viết trong vụ ngôn phán xét cuối cùng. Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Mắt theo chương 25 câu 41 là Chúa Giêsu, hậu quả của việc không sám hối thật là khủng khiếp. Xin giúp chúng con quyết tâm sám hối, làm lành lánh dữ, hầu có thể tránh thoát hậu quả khủng khiếp sau này và được hưởng phúc thiên đàng với Chúa muôn đời. Amen. Bài của Linh Mục Ignacio Trang Nghe